Vâng, và đây là video Bát 3 của Samsung. Mình đã hồi phục được chiếc Samsung J4 này của do công ty Samsung mà đã trả bảo hành, và mình cố giữ cứu dữ liệu của khách và để cho khách, và mình sẽ kẹp nguồn lên. Mình đây là mình đang kẹp nguồn nhé. Đây là các bạn đấy, các bạn nhìn này, mình đã lên một cô gái rất xinh đây, và mình đã vuốt được mật khẩu, và mình có mật khẩu thì mình sẽ không nhập được mật khẩu đấy các bạn. Thì mình đang kẹp nguồn thì nó hơi khó chịu một chút. Đây. Đây. Đây một cô gái rất xinh và mình đang vuốt đây rồi. Mình vẽ thử một bát xem nào, chuẩn không? Không chuẩn. Không chuẩn. Không chuẩn. Đang bị khóa 29 giây. Đây, một hai ba, và một cô gái xinh, và mình đã cứu một dữ liệu cực kỳ quan trọng cho khách rồi. Đấy. Mà các bạn thì mọi thắc mắc thì các bạn có thể một là các bạn có thể là gửi về Zalo hoặc là Facebook cho mình. Những ý kiến đóng góp của các bạn mình sẽ tận tình tâm huyết chia sẻ các bạn. Và mình biết những cái gì thì mình sẽ chỉ và hướng dẫn cho các bạn. Đây, một cô gái rất xinh. Đây. Đây, và mình đã khắc phục thành công chiếc Samsung mà J4 của trung tâm Samsung mà bảo hành gửi trả về. Để một cô gái rất xinh và mình không có hình vẽ. Nếu mà mình có hình vẽ mình vào sẽ test cho các bạn. Nhưng mà thôi, mình chỉ tầm đến mức độ này thôi. Camera thì mình chưa lắp. Nhé mọi người nhé. Và xin xin chào tất cả các bạn nhé. Đừng đăng các bạn thấy hay video mình hay ấy, thì các bạn nhớ đăng ký like giúp kênh giúp mình nhé. Và đây là mình kẹp nguồn đấy ạ, và mình sẽ bỏ cái dây nguồn này ra đây, và mình sẽ bỏ nó cái dây nguồn này ra. Vâng ạ, đây ạ, và mình chỉ có như thế này và mình đã kẹp được một chiếc điện thoại lên, và mình sẽ hoàn thiện con J4 này vào một là trong tối nay, hoặc là nếu mà trong tối nay mình sẽ hoàn thiện được thì mình sẽ lắp, mình sẽ làm video cho các bạn, hoặc không hết là thì mình chỉ dừng lại tầm bát ba thôi để mình lấy dữ liệu cho khách thôi, còn các cái hoàn thiện thì mình sẽ lắp ráp sau đấy nhá. Và gì nhỉ, và xin chào tất cả các bạn nhé, nhớ các bạn nhớ đăng ký like giúp kênh ngủ giúp mình nhá, mình cảm ơn các bạn ạ.